Xin chào các bạn nha. Thì tiếp tục chào mừng các bạn tới với kênh YouTube của Kim Bảo Audio. Ngày hôm nay thì mình có hai thiết bị này là con Vanker Kiwi X9 Plus và con máy nâng tiếng Idol IP300. Rồi IP300 này là một mới nhất hiện tại của năm 2021 ha. Thì mình đã làm video giới thiệu về nó rồi. Nó có một cái logo mặt trên của nó khá là đẹp. Thì hai thiết bị này mình sẽ đem đi nâng cấp cho một chị ở một chị nhà chị đó có một cái âm ly rồi. Cái âm ly thì chất lượng âm thanh hiện tại cái micro chất lượng âm thanh của chị ấy, nó không tốt và nó bị hư hết một cái cổng cắm micro, nên chị tham khảo con vang cấp 9 lớp này và kèm theo đó là một cái máy nâng tiếng Idol IP300 này để có thể giúp nâng cấp chất lượng âm thanh tốt hơn, xịn sò hơn. Và ngoài ra thì con nâng tiếng này sẽ giúp kèm theo đánh ra tiếng súp điện, nhà chị cũng có một cái súp điện, kèm theo một cái súp điện khá là chất lượng luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ đem đi nâng cấp cho dàn âm thanh karaoke gia đình của nhà chị. Rồi. Rồi, ok ha. Và bây giờ mình sẽ đi giao cho chị một cái máy Vanker Kiwi và cái máy nâng tiếng Idol IP300. Khúc này đang lây hoay tìm cái hẻm của nhà chị và cuối cùng tới nhà thì giờ gọi điện kêu chị ra. Dạ luôn. Dạ. Dạ. Để xe ở đây hay trong chị? Cuối cùng chị đã mở cửa. Và đem vô nhớ thiếu dây phải chạy ra lấy dây lại thêm. Khúc này lây hoay tìm chỗ để đặt cái cam và thấy được cái bàn hay cái cửa thì tới để cái cam lên nha. Cái cam mình gắn chung với cái nón luôn các bạn, cái nón đi đường luôn nên mình sẽ đặt ở đây. Mình cũng không thấy cái góc quay nên mình chỉ để đại tạm đây, thế nữa mình sẽ di chuyển chỗ khác để cái đây góc sẽ ok hơn. Và khúc này thì đang lây hoay để giúp chị dọn một số cái thiết bị cũ đem ra ngoài. Chỉ có vài cái âm ly, vài cái đầu đĩa cũ và một cái la kéo vừa lấy ra đấy bạn. Dọn phụ, chị dọn dẹp một số món để cho nó gọn cho đó, sau đó để bày các thiết bị như vang, âm ly và nâng tiếng của bên mình. Và khúc này không để ý, chị đem cái bình bông để ngay cái bàn và hầu như là che toàn bộ khung hình luôn các bạn. Rất là khó nhìn, lúc này là mình chui vô trong luôn, chui vô trong cái cầu thang để mình có thể dọn dẹp kỹ hơn, sắp xếp lại các dây kết nối của nhà chị khá là nhiều dây kết nối, nó bị dư một số dây, mình sẽ dọn gọn các dây kết nối đó cho chị luôn ha. Sau khi dọn xong ấy thì mình sẽ đem các thiết bị như máy nâng tiếng nè, vừa đang chuẩn bị lấy cái máy nâng tiếng ra để có thể kết nối từ nhà chị sử dụng cái bóc cái hộp harness, thì mình sẽ cho từ harness xuống vang, từ vang mình xuống cho nâng tiếng và nâng tiếng mình cho xuống âm ly. Thì nhà chị có cái súp điện nữa, thì từ súp điện mình sẽ đi từ cái nâng tiếng Idol IP300 ra súp điện luôn, và âm ly thì chị âm ly 4 cổng ra, chị sẽ sử dụng cho 4 loa, mình sẽ gắn 4 loa cho chị luôn. Thì mình đang kết nối các dây nguồn các bạn. Lúc này là lây hoay kết nối
tại vì nhà chị trong đó khá là nhỏ, phải chui ra chui vô để có thể kết nối dễ dàng hơn ha. Có thằng em nó đi đắp mà quên kéo đeo khẩu trang các bạn. Mình thì luôn luôn đeo, quên kéo đeo khẩu trang thì tại tình hình vẫn còn đang dịch bệnh đấy bạn. Ra đường thì các bạn nên đeo khẩu trang để sẽ hợp lý hơn ha. Rồi lấy hoay hút thì mình phát hiện mình bị để góc cạp bị bình bông che, mình sẽ đem qua bên này mình để ha. Lúc này là đang chỉnh lại cái tivi, trong đó hơi tối, phải sử dụng đèn của điện thoại để mình dễ làm dễ dàng kết nối dây hơn. Hồi nãy tivi mình lôi ra để dễ dàng chui ra chui vô đấy bạn. Giờ mình sẽ chỉnh lại cái tivi, kết nối lại cái dây cho nó phù hợp luôn, nó đẹp luôn cho cái dàn âm thanh của cho chị ha. Tại vì hai anh em đang làm ấy, mình đang đặt máy quay cố định luôn nên mình không có, bây giờ mình mới về mình thu âm các bạn, mình đang nói chuyện thu âm. Lúc đó mình để máy quay sao về đây vậy luôn, nên có vấn đề gì mong các bạn thông cảm ha. Tí nữa thì đang đâu lâu chùi cho nó sạch sẽ tí bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ok ha, mọi thứ gần như đã ổn định rồi. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn chị kết nối Bluetooth qua cái van cơ đấy bạn, để chị có thể dễ dàng hát qua điện thoại hơn nha. Và cuối cùng tới khúc quan trọng rồi các bạn, tính tiền ha, thì mình tính tiền, mình cảm ơn và mình xin phép đi về, xem đâu quên cái cam trên nón rồi. Cảm ơn anh em về luôn. Cảm ơn, thì các bạn cần gì thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, bên mình sẽ hỗ trợ tận tình cho các bạn. Bên mình trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ giao hàng lắp đặt tận nhà cho các bạn nha. Thì các đơn hàng bị đơn hàng ở tỉnh đó, thì mình sẽ giao hàng cho bưu điện sẽ giao hàng tận nhà. Nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nên các bạn yên tâm hàng bên mình ha. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng làm những video hay hơn những video trước đó cho các bạn. Xong rồi, đi về.